như này thì có đúng như vậy không? Thưa hội đồng xét xử, tôi nhớ rất chi tiết lần đầu tiên tôi lên gặp bị cáo Kiên cùng bị cáo Sơn, bởi vì hôm đó tôi lên là với lý do là tôi được tập đoàn và tập đoàn giám đốc cử lên để xin tiêm chủng vaccine COVID-19, bởi thời điểm rất căng thẳng. Và tôi là một lãnh đạo 28 năm này, tôi gặp một người là tôi phải đánh giá rất kỹ lưỡng. Và tôi nhớ từng chi tiết bị cáo Kiên đã quát bị cáo Sơn hoặc là dùng từ to gấp rưỡi từ bình thường trong một cái phòng họp của Bộ Y tế. Và tôi phải nhớ từng chi tiết cử chỉ hành động của bị cáo Kiên. Thì tôi thấy rằng bị cáo Kiên đã quát bị cáo Sơn yêu cầu phải chi mấy triệu một chuyến. Sau đó bị cáo Sơn có xin là thôi 100 triệu. Mấy triệu một khách thì bị cáo Sơn xin 100 triệu và bị cáo Kiên nói rằng thôi, tôi biết các anh đã đưa cho anh Vũ Anh Tuấn bên Bộ Công an là 150 triệu một chuyến, thì thôi lộp cho tôi 150 triệu, đưa cho anh Tuấn cũng được và đưa cho tôi để tôi chuyển lại cho anh Tuấn 150 triệu cũng được. Và tôi thấy rằng với bị cáo Kiên như vậy thì không xứng đáng để tôi đàm phán cái việc tiêm chủng cho, bởi vì tôi không thể báo cáo lại cho giám đốc một con người như vậy được. Tôi nhớ tức là có cái việc đó, tức là anh xác nhận có. À, thế việc, vâng, thì anh cũng nghe lời khai của bị cáo Lê Hồng Sơn. Vâng. Tại phiên tòa ngày hôm trước và ngày hôm nay. Vâng. Thì anh nghe Sơn khẳng định rằng là không nhớ cái việc đấy. Nhưng có thì anh nghĩ suy nghĩ gì về cái lời khai của mình? Vâng. À, đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái mức 100, như anh nói là cái chi phí là 150 triệu thì một chuyến, như nếu mà bị cáo Kiên nói như vậy, đúng không? Vâng. Thì lý do gì? Thế cuối cùng cái mức chi phí là anh đưa cho bị cáo Kiên là bao nhiêu? Dạ, tôi bị ép, anh Kiên ép công ty Viasan tôi đưa tiền. Thành ra tôi không muốn đưa tiền cho anh Kiên. Nhưng cứ 8 giờ 30 phút hoặc 8 giờ 15 phút tôi cứ đến tòa nhà Lotte vào thang máy. Và trong thời gian Covid rất căng thẳng là anh Kiên đã liên tục điện thoại dập chuông ở trong ở tại tòa nhà đó, là cấm cái mức là bao nhiêu, thang máy. Bao nhiêu chỉ anh tôi cứ phải nghe anh ấy ép đưa tiền. Và nhân viên của tôi đã, tôi không đưa và tôi giao cho nhân viên gọi cho anh Kiên xem anh ấy yêu cầu cái gì. Thế và nhân viên tôi bảo là anh Kiên ấy gọi, thế xong anh ấy bảo nói chuyện anh. Thế thì tôi mới nói chuyện, thì tôi bảo thế thì cầm như thế. Và nhân viên tôi chỉ biết là cầm số tiền như vậy đưa cho anh Kiên. Và tôi nhớ rất rõ là tổng tôi được phê duyệt là 17 chuyến bay. Mỗi chuyến là bao nhiêu tiền ạ? Tức là mỗi một chuyến anh Kiên yêu cầu tôi phải đưa 150 triệu mới được phê duyệt. Mỗi lần phê duyệt anh Kiên gửi cho tôi bức ảnh thứ trưởng đã ký, anh phải chuyển tiền thì mới có dấu. Đấy. Và mỗi lần như vậy thì tôi cho nhân viên chuyển tiền. Và lần đầu tiên tôi bay chuyến, hôm nay tôi cũng trả lời luôn cho anh Kiên là chuyến anh có nói rằng tôi... Thôi rồi, anh trả lời hội đồng xét xử thôi. Cái phần đó là sao? Thôi, mình có Dương quay lên. Thực chất ra, 17 tháng 11 năm 2021 tôi bay chuyến đầu tiên. Tháng 7, tháng 8 tôi chưa bay chuyến nào. Và tháng 9 anh Kiên nhớ nhầm ạ. Ok, rồi cảm ơn anh. À, như vậy và tôi hoàn toàn chuyển tiền trước khi anh Kiên phê duyệt ạ, bởi vì anh bắt là phải chuyển. Anh xác nhận rằng trong cái lời khai và trong hồ sơ của anh có rất nhiều tin nhắn giữa anh và Kiên, đúng không? Liên quan đến nhau, đúng không? Và giữa anh cũng thừa nhận rằng giữa anh và Kiên cũng có cái mối anh rất là không đồng ý với cách làm việc của Kiên, đúng không ạ? Vâng ạ. Và rất là bất bình, nói bạn là rất bình. Nhưng mà anh có các cái nội dung lời tin nhắn của anh với cả chỗ Kiên ấy, trong cái hồ sơ thu giữ, cơ quan điều tra thu giữ được ấy, thì rất là thể hiện nó rất là bình thường, là tình cảm. Tôi mới nghĩ là như thế. Vâng ạ. Đấy, và thôi, tôi không đưa ra phần nhận xét ở đây. Đấy, thì để chứng luật sư đặt câu hỏi không? Vâng, tôi xin hết câu hỏi với anh chưa? Nhưng tôi công bố cái tin nhắn như thế để anh thôi, anh biết được. Thôi, luật sư bị cáo đi về chỗ đi.